Việt Nam đang là cơn sốt trên mạng xã hội Trung Quốc, họ đã nói gì về sự phát triển của ta? Kính chào các bạn khán giả của kênh Việt Nam Đại Đoàn Kết. Mới đây trên mạng xã hội Douyin, một netizen Trung Quốc có đăng tải video có tiêu đề nhìn nhận các nước láng giềng một cách khách quan và hợp lý là chìa khóa để tìm kiếm cơ hội Việt Nam vươn ra toàn cầu. Cùng kênh hóng xem phản ứng đầy tính chủ quan của netizen Trung Quốc nói gì về Việt Nam nhé. Hãy like nếu bạn thấy nội dung này có ích, đăng ký ủng hộ kênh nhé. Thông tin bên lề, GDP của Hà Nội, thủ đô của Việt Nam, chỉ đứng ngoài vị trí thứ 90 trong số các thành phố của Trung Quốc. Nhưng 1/3 trong số đó họ đóng góp cho y tế. Bạn biết đấy, Việt Nam là một nước phát triển nên không sao cả. Tôi đã đến thành phố Hồ Chí Minh, so với Nam Ninh, Quảng Tây thì xây dựng đô thị vẫn kém hơn một chút. Gia đình bạn tôi đi du lịch Việt Nam hàng năm, tôi hỏi bạn có thấy chán không? Cô ấy nói giá cả rẻ và khiến tôi cảm thấy mình là người giàu có. Cô và gia đình đều là những người thuộc tầng lớp lao động. Chuyện này mấy năm trước, có lẽ bây giờ Việt Nam đã bay lên mây rồi. Mọi chuyện bây giờ đã khác. Mức tiêu thụ ở nhiều thành phố ở Việt Nam đã gần bằng mức tiêu dùng của các thành phố hạng nhất trong nước. Việt Nam có phải là một trong 5 thành viên thường trực của đường ống dẫn dầu không? Ở Việt Nam, ngoài thành phố Hồ Chí Minh, những nơi khác thực sự rất lộn xộn và ồn ào với người đi xe máy. Tôi hiểu rồi. Việt Nam đứng đầu thế giới. Thực sự có một số nơi ở thành phố Hồ Chí Minh sạch sẽ và tốt. Điều quan trọng là có quá ít nói như vậy, những nơi khác hỗn loạn đến mức bạn sẽ ngỏm nếu chỉ băng qua đường. Nếu Việt Nam tuyệt vời như vậy thì GDP của nước này phải rất cao. Quả thực, GDP của Thượng Hải năm 2023 sẽ gấp 1,5 lần GDP của 4 thành phố lớn hạng nhất của Trung Quốc, cao hơn cả Việt Nam. Việt Nam thật tuyệt vời. Nhìn Việt Nam một cách khách quan, Việt Nam luôn thèm muốn Quảng Đông, Quảng Tây và đang suy nghĩ về nó. Ai đã từng đến Việt Nam đều biết nó tương đương với một thành phố cấp 3 của Trung Quốc. Với GDP bình quân đầu người là 4.300 USD, Việt Nam vẫn chưa đạt mức thu nhập trung bình và vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Nhưng lao động họ giá rất rẻ. Không bạn ơi, nếu tôi không ở đó chắc tôi sẽ tin nơi đó nghèo lắm. Tại sao Việt Nam không tự sản xuất điện, sản xuất nước, đào kênh nhỉ? Họ thực sự không cần bạn quan tâm. Họ có mọi thứ rồi. Hãy cho tôi biết khi nào Việt Nam trở thành thành viên thường trực, tôi sẽ bỏ phiếu ủng hộ. Họ đã vào rồi đó. Nếu Việt Nam vào Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ gây bất lợi cho Trung Quốc. Bạn ơi, chúng tôi đã đến Việt Nam rồi. Số lượng người Trung Quốc sang Việt Nam thật đáng kinh ngạc. Không hề có khoảng trống thông tin như bạn đề cập. Họ không lạc hậu như ta tưởng tượng và cũng không phát triển đến mức người ta vẽ ra. Tôi đang ở Việt Nam. Bạn muốn nói điều gì đó nhưng lại khó nói phải không? Chúng ta đã nói về thành phố Hồ Chí Minh hàng ngày trong bao nhiêu năm rồi, nhưng các thành phố khác của họ không phát triển sao? Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội thì được, nhưng chỉ thế thôi, họ không thể làm gì khác được. Sự giúp đỡ của chúng ta đối với Campuchia đủ để Việt Nam uống no nước rồi, khó nói tương lai sẽ ra sao. Nói một cách đơn giản, khi ít gái Việt lấy chồng Trung Quốc thì Việt Nam sẽ phát triển hơn. Tôi chỉ mặc quần áo và giày sản xuất tại Trung Quốc. Chất lượng của đồ sản xuất ở Đông Nam Á thực sự rất tệ. Việt Nam đã là tiêu bá Đông Nam Á. Tại sao tôi không biết nhỉ? Tôi chưa bao giờ nhìn thấy bất kỳ tòa nhà cao tầng nào mà bạn đã đăng khi tôi đến Việt Nam. Đối với những người chưa bao giờ đến Việt Nam thì video thực sự rất hay. Những ai đã từng đến sẽ biết rằng những tòa nhà trong video đều là những tòa nhà chung cư. Tôi hiểu, Việt Nam là một nước phát triển, các bạn đã hài lòng chưa? Nếu bạn di chuyển máy ảnh xa hơn một chút sang một bên, bạn sẽ thấy Việt Nam đích thực. Việc buôn bán với nước ngoài đương nhiên chính là vì lực lượng lao động của Việt Nam, rẻ nên có rất nhiều nhà máy được xây dựng ở Việt Nam sao? Việc nhập khẩu các sản phẩm điện tử được sản xuất ở các quốc gia khác đều bị cấm, và mỗi sản phẩm trong số đó đều có thể bị cấm. Đã biết thêm thông tin, Việt Nam có nhiều điện hơn Trung Quốc và không nóng như Trùng Khánh. Tất cả đều nằm ở cuối chuỗi công nghiệp. Nếu Trung Quốc không nâng cấp ngành công nghiệp của mình, thì bây giờ họ không có cơ hội rồi. Dựa vào sự dịch chuyển của chuỗi công nghiệp và trở thành chúa tể. Như một cô gái tuy xinh đẹp nhưng đầu óc lại không tốt lắm. Đây là điều không thể tránh khỏi. Bạn vẫn muốn làm nhiều việc nhiều nhất và nhận được ít tiền nhất sao? Không phải bạn là người muốn từ bỏ cuộc sống kiểu này sao? Tôi không biết bạn đang mắng gì nữa. Nếu tôi không ở đó, tôi thực sự sẽ tin các bạn. Đây chẳng phải là Việt Nam, một trong những quốc gia phát triển nhất trên Douyin sao? Nó có mùi giống như miền Bắc Myanmar. Dây chuyền công nghiệp ở đó ư? Ngành sản xuất của Việt Nam sẽ không bao giờ đuổi kịp Trung Quốc. Ngành công nghiệp sản xuất nào cơ chứ, chỉ là nhà máy gia công thôi. Có bao nhiêu nhà cung cấp thượng nguồn hay vẫn phải dựa vào xuất khẩu linh kiện từ Trung Quốc? Giá nhà ở Việt Nam ngang bằng với Trung Quốc rồi đó. Giá nhà ở thành phố Hồ Chí Minh còn ngang bằng với Thượng Hải cơ. Vậy những ngành công nghiệp trụ cột ở Việt Nam là gì? Làm sao họ chỉ thu hút đầu tư nước ngoài tham gia sản xuất OEM, không có chút sáng tạo, không giỏi công nghiệp nhẹ hay công nghiệp nặng, có thể chinh phục Đông Nam Á bằng cách trèo cây chuối mà thôi. Việt Nam không phải là một nước phát triển sao? Các nước phát triển thật tuyệt vời và mở rộng tầm mắt để nhìn thế giới. Chúng tôi vẫn đang đào kênh ở Campuchia đây này. Tương lai sau này, họ phải có hệ thống công nghiệp hoàn chỉnh của riêng mình, và các con đường giữa các vùng phải được kết nối. Tôi hỏi tại sao chiếc Adidas của tôi bị hỏng sau 2 tuần mặc, thì hóa ra chúng được sản xuất tại Việt Nam. Ngược lại, tôi mua một đôi giày từ năm 2008, chúng được sản xuất tại Việt Nam. Bạn không đùa tôi à? Nếu Việt Nam sản xuất được Adidas vào năm 2008, thì phải mua ở Việt Nam và sản xuất tại Trung Quốc phải không? Đôi Puma tôi mua thật sự được sản xuất tại Việt Nam, lúc đó bên trong giày ghi nơi sản xuất bằng tiếng Anh nên tôi không biết ở đâu, nên kiểm tra thì biết đó là Việt Nam. Cảm ơn bạn đã nói với tôi rằng Việt Nam là một nước phát triển, nếu không tôi sẽ phải ở trong bóng tối. Vâng, Việt Nam mạnh kinh khủng. Cơn bão không ảnh hưởng đến nơi này sao? Thật tuyệt khi được gặp Việt Nam, nhưng tôi chưa đề cập đến bất kỳ thuận lợi và điều kiện nào để xây dựng nhà máy ở đó. Việt Nam không như mọi người nghĩ. Thành phố lớn đều cũng là thành phố hiện đại. Chính bạn đã nói rồi, chỉ có ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội thôi. Nó thực sự giống với các thành phố cấp 3 của chúng tôi. Việt Nam phát triển đến mức đã vượt qua Quảng Tây rồi. Tôi vừa trở về từ Việt Nam và tôi muốn kể cho các bạn nghe về Việt Nam thực sự. Với vấn đề Biển Đông và bây giờ là vấn đề kênh đào Phù Nam, đừng bỏ tất cả trứng vào một giỏ. Việt Nam hùng mạnh như vậy thì phải có địa vị quốc tế cao, quyền lên tiếng cũng phải cao. Âu, họ thật là phát triển. Vâng, bây giờ Việt Nam khủng đến mức GDP của nước này gần đuổi kịp Quảng Tây rồi. Chiếc đồng hồ cũ cần được tiếp nhiên liệu. Phát triển như vậy sao lại phải cắt giảm điện năng? Việt Nam tuy kém phát triển nhưng cũng không thiếu điện đâu. Họ thậm chí không có khả năng xây dựng một tuyến đường sắt thông thường. Tuyến đường sắt này được người Pháp xây dựng khi còn là thuộc địa. Bạn có thể tưởng tượng năng lực của họ kém đến mức nào. Tôi đã đến thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam được hơn 20 ngày và ở đó không tốt bằng thị trấn ở quê hương tôi. Làm sao chúng ta có thể đánh giá thấp các nước phát triển? Việt Nam có thể tự làm được ngòi bút bi bằng thép không? Việt Nam hùng mạnh như vậy thì chắc hẳn cũng có khả năng chống bão rất tốt phải không? Nếu Việt Nam tuyệt vời như vậy thì các hệ thống công nghiệp khác nhau cũng phải rất hoàn thiện rồi, chẳng hạn như quốc phòng. Việt Nam phát triển như vậy thì điện lực phải mạnh lắm. Thực tế là người dân Quảng Tây đã sang làm việc ở Việt Nam rồi đó. Vấn đề ở Việt Nam là chưa có công nghiệp công nghệ cao. Đừng đánh giá thấp ai, cũng đừng đánh giá thấp họ các bạn nhé. Liệu Việt Nam, một quốc gia phát triển như vậy, có thể xây dựng đường sắt cao tốc được không? Các phương án đều bị loại bỏ trong mắt người Việt. Sau đó cầu xin Trung Quốc xây dựng nó sao? Đất nước này đồ rất đắt tiền. Giày Adidas của tôi đã bong ra chỉ sau một tuần mang. Hóa ra chúng được sản xuất tại Việt Nam. Tôi đã từng mang một đôi giày này suốt 5 năm và chúng vẫn ổn. Họ tiến bộ đến mức chỉ có thể sử dụng trí tưởng tượng của mình để dịch chuyển công nghiệp tức thời. Tôi không đánh giá thấp ai cũng như không đánh giá thấp Việt Nam. Nguyên liệu thô và công nghiệp yếu kém là gót chân asin. Tôi nhớ tôi đã đến đó vào năm 2024. Việt Nam gần giống như chúng ta những năm 1980. Tại sao họ lại trở thành tiểu bá Đông Nam Á chỉ sau 2 tháng rời đi được? Tôi đã đến Nha Trang một lần vào năm 2018. Tuy là thành phố du lịch nhưng lại có cảm giác như một thị trấn cấp huyện. Mình cũng đã từng đến đó rồi nhưng còn tốt hơn Lào và Myanmar phải không? Dựa trên các bình luận QA video, có thể nhận thấy rằng nhiều netizen Trung Quốc có quan điểm vừa tò mò vừa có phần xem nhẹ về sự phát triển của Việt Nam. Các bình luận tập trung vào những so sánh về cơ sở hạ tầng, GDP và mức sống của Việt Nam so với Trung Quốc, đặc biệt so sánh với các thành phố như Thượng Hải hay các thành phố cấp 3, cấp 4 ở Trung Quốc. Một số netizen cho rằng Việt Nam chưa phát triển mạnh về công nghiệp và công nghệ cao, trong khi một số khác khen ngợi sự phát triển kinh tế, thu hút đầu tư vào ngành công nghiệp của Việt Nam, dù vẫn nghi ngại về sự vững chắc trong dài hạn. Nhiều bình luận mang tính phiến diện khi đánh giá Việt Nam, chỉ qua một vài khía cạnh bề nổi như dân cư đông đúc, việc phát triển không đồng đều giữa các vùng miền, hay dựa vào trải nghiệm cá nhân trong thời gian ngắn tại các thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Một số khác đánh giá Việt Nam vẫn còn lạc hậu và lệ thuộc vào lao động giá rẻ. Trong khi đó, có người lại cho rằng Việt Nam đã đạt được một mức độ nhất định về hiện đại hóa và mở rộng kinh tế. Nhìn chung, đa phần quan điểm là thiếu khách quan, bởi nhiều bình luận dựa trên thông tin phiến diện, hoặc sự khác biệt giữa hai nền văn hóa và hệ thống kinh tế, cũng như thiếu sự tiếp xúc thực tế. Điều này cho thấy mặc dù Việt Nam đã có nhiều bước tiến, Nhưng trong mắt nhiều người dân Trung Quốc, đất nước vẫn bị xem là đang phát triển, và khó có thể đạt được mức độ hiện đại hóa toàn diện như Trung Quốc.